ngày 25 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi thông tin tàu Tuấn Minh 26 bị hỏng máy, trôi neo và mắc cạn vào khu vực bãi đá thuộc vùng biển Dung Quất. Vào ngày 16 tháng 10, tàu Tuấn Minh 26 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Tuấn Minh, gồm 9 thuyền viên do ông Trần Văn Tuân, sinh năm 1989, trú tỉnh Nam Định, làm thuyền trưởng, đang di chuyển từ Thanh Hóa đến cảng Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để bốc dỡ hàng đá vôi. Đến ngày 23 tháng 10, sau khi bốc dỡ hàng xong, tàu neo đậu tại vùng biển Dung Quất. Đến khoảng 19 giờ ngày 24 tháng 10, tàu bị hỏng máy, trôi neo và mắc cạn tại khu vực bãi đá cạnh nhà máy đóng tàu Dung Quất. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, đơn vị đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng tại cảng nắm bắt tình hình cụ thể liên quan đến phương tiện Tuấn Minh 26. Đồng thời, theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu. Theo thông tin từ thuyền trưởng tàu Tuấn Minh 26, hiện tại tàu đang chờ nước lên sẽ sử dụng 2 tàu lai dắt và 1 tàu hút cát để kéo phương tiện ra khỏi khu vực mắc cạn. Trong trường hợp thời tiết xấu, không đủ điều kiện, tàu sẽ làm việc với các cơ quan chức năng tại cảng, tính toán phương án cụ thể kéo phương tiện ra khỏi khu vực mắc cạn.